nha. Quay cái nồi riêng trước đi làm. Ít xào lắm, nó mà hà nó bị xào lòi rồi. Nhìn này nó lên tới miếng này nè, đứng rồi. Xe này còn mới quá, chạy nó hơi yếu, anh chủ xe anh nhiều làm cho nó móc luôn, làm cho nó mở cái tư đây luôn. Nó mới chạy 300 mấy cây à, 400 mấy cây. Làm xong quay cho anh em coi ha, test thử luôn. Đây chiếc Yamaha Pino. Khi mình làm lại nồi xong thì mình làm với lọc gió luôn. Cái này mình chế cái khúc này là của Vario qua đây. Vì cái lọc gió gì nó nhỏ lắm, được không? Mà lọc gió đồ chơi thì nó chưa có làm cho này. Xe này nó lạ lắm nè. Đó, làm bó nè, chuông nè, là so nè. Đó, làm hết nè, mẻ đọ rồi phay bánh bay cành rồi theo bài mình đó, thấy zin nó lên tới đây thôi nè, làm xong rồi nó vượt lên mức này luôn đó. Bây giờ mình lắp vô mình test cho anh em xem nó khác biệt rồi nó mở cái tua luôn, nhẹ lắm, bốc hơn zin ấy hai chiếc rồi. Yamaha Pino, khi mình làm nồi với thay lọc gió xong mình test cái nồi nó lên cho anh em xem nó khác biệt nha. Cặn nhẹ cái là qua tua luôn, nó giúp cái xe nó bốc hơn, mạnh hơn, nó mở tua, mở ra đây luôn. Zin nó lại lên tới đây rồi. Là mình khắc phục lỗi rung ra đầu lì nồi luôn. Những thay lọc gió đồ chơi gió nó nhiều quá, nó mạnh hơn. À, bảo đảm là mạnh hơn, đảm bảo cho anh em ha. Chiếc này làm nồi nó nhẹ lắm. Để mình gắn lốc nồi rồi mình test thử cho anh em coi. Ý này cũng mới làm xong luôn nè. Nó giống như là mấy cái mão của hoàng tử 34 vậy đó. Nó nhìn cái gốc này nè, nó đẹp lắm, nhìn khỏi chơi luôn. Cái tầm giá 40 triệu tùy theo thời điểm, từ 39 tới 41 cả đó. Đồng hồ cũng đẹp nữa, màu xăng nó báo một bên vậy nè, nhìn nó rất là ngầu luôn. Động cơ Blue Core nha, xe này chạy 50 mấy cây, 60 cây lít nè.
rất hậu sàng lắm. Anh em có nhu cầu liên hệ mình đó, mình test thử cho anh em coi, review coi anh em coi, nồi xong nó nhẹ lắm chứ không phải là muốn bóc đầu gì đâu. Ủa, cái này nó mở cái cốp sao anh mở ra sao đâu gặt à, cái cốp nó cũng ok, đựng được mấy đồ xong rồi. Ốc nó rất là đẹp nha nè, cái góc cạnh nó đẹp lắm, chất lượng đó, bền, rất là bền, chạy không có xào hú gì, nó êm hơn mấy chiếc Vario nữa, êm hơn mấy AB 125-150 luôn, thì đã lắm, giá nó cũng vừa phải. Cảm ơn em, xem clip nha. Tiếp tục ngày vía thần tài, hết độ, hết hết về gấp hết ý, gấp ý, đi sần, Sonic. Pino MX Liberty, cố gắng cũng không hết mấy xe chào. Pino quá đẹp luôn.